xuyên tay luôn. Cái này là ăn là không cay không lấy tiền luôn nha mọi người. Hắn thật á. Trong như mắm tại thấy ớt cái thèm á. Không chưa. Ra tự nhiên nhiều ớt luôn. Ăn cay ăn nhưng mà không có ớt á, ăn cay ăn ăn không cay lắm, ăn chữ nổi. Nó ngon lắm. Đây xin mời. Cái bóng này mà mình khô nước mắm á, cắt ớt vô nhiều á. Ăn ngon lắm, ngon cá biển. Chào mọi người quay lại với kênh Stop Gia Đình Năm Con và Cuộc Sống Việt Nam. Ok mọi người, hôm nay em ăn cơm với cá bóng khô ớt nha mọi người. Ớt với tỏi, trời ơi, ớt với tỏi em băm nhuyễn đây nè. Siêu cay luôn, chứ này là ăn là không cay, không lấy tiền luôn nha mọi người. Em sẽ chấm chung với một trái dưa leo. Một trái dưa leo thôi nha mọi người. Em có nấu một tô súp. Đây, súp củ cải đỏ, củ cải tím gì nè. Đó, củ dền đỏ nè. Thế là em nấu một ít xương cho nó ngọt ngọt nước ăn nè. Em làm một tô súp. Ok, trước khi ăn em uống miếng nước nha. Hôm nay trời không được nắng, em sẽ uống cái nước này cho nó tiêu hóa nha mọi người. Tại vì đang ăn không tiêu nữa. Wow, cho nó có ga nhiều cho nó tiêu hóa. Đây. Ok. Xin mời mọi người nha. Quá đã. Rồi, xin mời mọi người ăn cơm chung với em nha. Trước tiên làm miếng thịt nha. Trong miếng nước mắm tại thấy ớt cái thèm quá. Ngon rồi. Đang đói bụng quá trời. Cắt thịt vừa ăn. Hôm nay nấu vừa ăn ngon. Cắm một xương. Ra tự nhiên ghiền ớt không rồi. Ăn cay ăn gì mà không có ớt á. Ăn cay ăn không cay lắm. Ăn kiểu nổi. Cũng ngon lành luôn. Súp nấu này nha. Ngọt nước. Quá đã. Tại mới nấu á. Siêu nóng không? Ăn nghe ngon.
Trời nay âm u nè, hơi lạnh lạnh nữa. Bây giờ có phần cá bóng của mình nha. Đây, xin mời. Cá bóng này á, mà mình kho nước mắm á, cắt ớt vô nhiều á. Ăn ngon, ngon hơn cá biển. Cay, siêu cay luôn rồi. Ớt với tỏi em sai. Nhuyễn à. Kho bỏ vô. Siêu cay luôn. Con cá bóng này kho nhìn nó đỏ đỏ nhìn đẹp quá mọi người ha. Canh súp này dễ ăn. Ăn rồi. Sao hủ xù vậy à? Bây giờ mình sẽ ăn con súp này. Chào cá nhìn thấy hấp dẫn ha. Nó nóng ăn đã.
Ngon đã nha. Wow, hết sảy luôn nha mọi người. Ok. Kiếm em đến đây là hết nha mọi người. Mọi người thấy em ăn ngon miệng, mọi người cho em cái like và mọi người đăng ký nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye và xin hẹn gặp lại. Yêu mọi người.